trên, Chúa đã chọn một mái ấm tình thương. Mái ấm tình thương làng Nazareth, Thánh Giá cùng sớ chia những buồn vui. Chia sẻ buồn vui nắng dương dùng, chính ngôi lời muôn ơn cứu rỗi. Nơi mái tranh nghèo, anh an bình ngày tháng tòa la. Loan báo tin mừng giữa muôn đèo đường, hãy tin niềm vào chính Chúa tình yêu, chọn tình theo Chúa, noi gương Ngài sống loan báo niềm tin. Cuộc sống thánh thiện sẽ góp phần dựng xây thế giới. Sống của ta hãy xây dựng gia đình thành công đoàn nghiệp nhân, hãy xây dựng gia đình thành công đoàn cầu nguyện, hãy yêu thương chung thành và phục vụ sự sau, xây dựng gia đình thành công đoàn loan báo tin mừng. Tình thương khắp gần xa.